chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp trị mụn trị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 để sử dụng sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tamao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Nhiều lắm. Sâu cơ. Sâu nhiều ạ. Quá. Anh em bên này cũng nhiều này. Ui, nhiều lắm. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. Mọi người ăn ốc xào xào rất ngon rồi chưa? Gọi là ốc đỉa đấy. Hôm nay nhà mình bắt được khối rồi này. Ốc đỉa xào xào. Ốc đỉa đúng không? Ốc đỉa. Ở đây có mấy loại ốc cơ? Đây là ốc đỉa hay ốc chổ anh? Một ốc chổ là ốc núi ấy, với lại ốc đỉa. Ốc vặn với ốc đá. Ốc núi là kiểu như nó chảy xuống. Ốc nào chả vặn? Chảy xuống kia kìa. Hả? Ốc nào chả vặn? Nhưng mà người ta gọi là ốc vặn. Tổng lao. Ốc nào chả vặn? Người ta gọi là ốc vặn với mò đi ông ơi. Ốc kia có cái vượt à? Vượt ăn cứt à? Chú ơi! Chú cháu muốn vượt chưa? Lấy vượt làm gì? Vượt lên cáo. Anh chả. Cái cháu vượt. Kỳ phải. Đấy, thế phải ngoan. Đúng rồi. Bắt đi. Ngoan thì gì có nhé. Anh đeo ấy. Ui. Ông ăn cầm. Ông cầm. Mò đi. Ui, cả chung chục luôn này. Đi chai. Ui, đi. Đấy, em cần gì vậy? Để lấy đâu? Em hơi cái này được luôn đấy. Này nhỉ? Hả? Cầm được không? Em hơi phát được luôn. Ai, nhiều phết nhỉ? Đấy, đóng vào đấy, thắt vào đấy. Cầm lấy cho mình nhanh. Mình đưa tao hớt cho. Nhiều phết đấy các bạn. Xem nào. Xúc tan dinh đá. Xúc tan dinh đá. Bằng cái mỏ tay nhà mình. Ôi, thì cầm mỏ tay được rồi. Đây, cầm ấy. Cầm lấy để tao xúc cho. Cầm lấy. Nè. Cầm cái chậu đi cho nó nổi. Cầm cái túi bóng. Lên mượn chậu đi. Lên mượn chậu đi. Chậu đâu? Trên kia kìa. Anh chỉ muốn mỗi. Thế này cầm lấy. Đi mượn cầm. Đây, cầm lấy tao đi mượn chậu. Cầm không? À, cầm. Này, mày thích tao rúi đầu mày. Rồi, ra hết rồi. Tao lại rúi đầu mày xuống đây rồi. Này, này, mày tin không? Anh thích chào nào không? Này, cầm lấy để tao đi mượn chậu. Em yêu ơi, từng ngày nhớ em trong trái tim anh luôn mong em mong. Thế đưa vào đây. Đấy. Em ở đây giống như con vịt của người ta ra. Em ở đây em đợi cá. Nhanh lên nha anh ơi. Chờ tí. Ôi rắn nó ra đây nó cắn em chết. Tao đánh chết, cũng là
Đây. 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 Chị khám em à. Ây da. Để cái nhà ta xúc đi. Này. Ui, toàn bùn. Ấy cháu. Hử? Thôi đi. Cháu bị trôi mất à. Nhiều con điểm bám chân em ấy. Đấy, đi một điểm nào. Cho tất vào đây một lọc. Ồ, toàn sỏi. Xúc cái chả sỏi. Nhanh được nhiều. Mà chẳng nào quá. Anh đại sao hết? Yến. Anh bắt được 5 con, anh đại thì ra mất 4-5 con này. Rồi. Mò đi không thì vơ thôi. Mò đi mò nhiều hơn. Anh ơi, anh ơi. Ui giời. Con nhện. Thôi. Nó cắn ta. Ngứa đi. Ê. Góc nhồi này. Nhồi cái bồi ấy. Đây là con ốc biêu vàng. Biêu vàng thì bắt đi. Thật. Con ốc biêu vàng. À, mày biết phân biệt không? Không. Đây, cho mọi người xem con ốc biêu vàng ấy. Con này là con biêu vàng, không phải ốc nhồi. Ốc nhồi là cái con nó không có không có cái nhồi. Không có cái mép ngoài này này, mà nó tròn đít, nó tù hơn. Chả thấy ra ngoài quán nhá. Ra ngày quán ở dưới Hà Nội ngày trước mình ăn ấy, nó cái kiểu ốc biêu vàng nó bắt lên này, nó cắt hết những cái này đi này. Cắt hết cái mép này đi này, nó chặt bớt đít này. Đấy, đấy là ốc biêu vàng. Còn bây giờ ốc nhồi hiếm lắm. Đấy, này. Thấy mép nó chưa? Dài chưa? Đấy. Đấy. Đây là con ốc vặn. Đây là con ốc đá. Còn đây là con ốc trục, hay gọi là ốc núi ấy. Con này ăn ngon nhất này. Nhanh lên. Từ. Anh để làm nhảm. Đây. Ý, mày lên trên, gặp lên trên đi. Bỏ ốc biêu vàng đi. Đây là cái ngon. Phấn đục hết cả nước này. Nhiều thế. Ôi. Nhiều quá chứ. Nhiều quá nhỉ. Bắt đây, bắt đây. Ui, trời ơi. Trời ơi, nhiều khí. Trời ơi. Trời ơi. Đây là sản phẩm của anh em mình. Hơn một tiếng. Ôi, con ốc chết. Bẩn hết cả người. Để em chặt ốc nhé. Em đi chặt đi. Ốc này sao phải chặt? Em mà chặt làm gì? Chặt để hút tí nữa ăn nó sẵn rồi. Thò mồm vào. Phát xong. Mày thế mà. Đưa đây để tao đào. Tao đào. Thế lấy cái chặt. Để đun. Để cái khúc củi cái kia. Khúc củi chặt được à? Chặt được. Ây. À, đập thế, ấy. Thế anh vặn cái này ra em này con sao? Hả? Để tao con đào. Đào cho một cái rồi. Để tao đào mày lấy khúc củi kìa, mày đập phát được đít này là đấy. À dao đây, dao cái kìa. Dao đấy chặt được. Chặt được. Dao cái kìa. Kiếm cái dao to. Đâu đây nhá. Chặt đi rảnh. Hả? Tại sao mày chặt? Chặt thì tí nữa. Ui run. Chạy trong bỏ đâu? Bỏ đâu thì đó. Mình thích bỏ đâu bỏ. Đấy bỏ luôn là thớt. Để
bỏ vào đây. Đổ, em đổ ra ngoài nhé. Ủa, thứ mình đưa tao làm cho. Đây mày xong rồi bới ra. Đặt đây này, mày dốt thế. Đổ đây này. Đặt cho con nào lấy kia này. Ơ mà ngu thế lấy cái chảo ra đấy. Thế này em cuốc à? Cuốc hình chữ gì ấy? Hả? Hả? Cuốc thế nào em cuốc ạ? Mày thích cuốc này, cuốc cái thằng hố là được. Mày thích củi ra là được. Tao tưởng mày thích ăn cay. Dạo này bớt cay à? Bớt cay à? Bớt cay à? À, chồng chuyên nghiệp hết đấy. Bình thường. Bằng đầu bếp hạng A đấy. Hạng A ngứa đi. Chứ sao? Hoài, tiện cho cầu sướng. Sau tối về đắp chân cười khách khách. Nhóm mãi cái lửa cho xong. Điên à, có cồn rồi. Nhóm mãi. Anh đào lửa to đấy. To mới không lo chứ. Úi dồi, quất thối. Ôi gì, ôi gì. Thôi. Trên nòm luôn. Bỏ luôn đi. Thay dầu này. Thì mình cũng dùng hết luôn. Thì đây. Để em anh, nấu rồi, em làm được. Hôm nay cho em làm đồ bếp. Không có cái đũa nào à? Không, mày đâu đũa, mày đâu đũa. Lấy cái que chứ chờ. À mà, anh em mình giấu bát, mày đũa ngoài này mà. Tìm đi. Tìm đi, cái gốc đá. Đấy, rồi, chuẩn bị hoa. Sắp sắp ướt. Đây này mình vặn cái này vặn lên thành xẻng vặn xuống thành cuốc. À cha, mình hấp dẫn phết đấy anh nhỉ. Hấp dẫn này. Ừ, cháy mắt đấy. Bên tầng thế giới đấy. Ừ, từ từ từ. Nó ra cái nước như nước muối ấy nhỉ. Vớ vẩn. Nó có cái tên này. Cái tên này ra nước giống nước muối. Vớ va vớ vẩn. Vớ vẩn gì vớ vẩn. Thấy chưa? Hết chưa? À. Đừng giả vờ làm. Ê, cậu giả vờ à? Làm đấy à? Đào đi, đào đi, đào đi, đào đi. Thì em cần gì đảo. Thôi 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 ông nội ơi. Ai ạ, ai ạ. Dạ. Ôi dồi, thôi thôi thôi. Thôi. Dừng. Thôi nhặt vào. Nhặt vào. Bóng 19 nhá. Hất hất đây rồi đây. Mắm vào cho thêm. Có tí mắm vào. Ít thôi. Thôi. À. Anh giấu ở ngoài nền giấu đấy. Giấu đồ đấy. Đấy. Tuyệt vời các bạn. Ít thôi nhá. Đưa đưa vào đã tìm sửa. Được rồi, thơm rồi. Anh không cho sa tế vào. Không sa tế. Ướt cay rồi, sa tế ăn ngon. Không ngon, đi em sóc phân. Thôi. Em sóc. Sóc sóc thì bóc rồi. Ra ngoài kia mà sóc, tối về mà sóc. Bên tu mà sóc. Sóc. Anh em mình lên xe đa ăn đi. Thầy Duyên à, xe đa có ma đấy.
có thần. Sao cây da có thần? Thần cưỡi thần. Được cưỡi trên lưng thần mà ăn khoái à? Ừ, vàng vậy. Em đi cả bờ ngồi suốt. Ngồi chạy máy. Con đi. Nó chẳng lại bắn ra lưng mặt đấy bóng. Ừ mà. Ui, hấp dẫn chưa? Ngon nhỉ. Ui. Úi xời. Ốc, ốc núi nó bị rơi xuống này. Ừ. Nhưng người ta gọi con này là ốc đỉa. Mày điên này. Ốc núi nó khác, ốc núi nó ngắn như này, ốc đỉa nó dài này, nó bằng như này, mà nó xoắn này, mà mày không biết đâu. Bây giờ mình sắp tuyệt chủng ốc đỉa. Bà làm nhằng. Biết cái gì cái loại của con như mày. Anh mang đỉa về cho nó tươi ốc này, ốc đỉa. Ừ. Anh em mình lọc hết ốc vặn luôn. Ốc vặn với ốc đá thì ăn mỗi ốc núi này thôi. Nó gọi là ốc chủng, ngon nhất. Ốc chủng, chạm chủng. Mấy con ốc vặn thả đi. Thả cho nó sống. Chỉ thôi, chén này. Chén này. Hả? Kì. Ơ. Được, đây. Nhưng mà đem lên thế nào được? Trên... Lên được. Trên cây đa được. Lên được. Ôi, mày vặn. Đi xong thì nó quay lại trọn. Vì môi trường sẽ chạy được. Mày thật kinh à? Trèo lên đây nào được? Trèo đi. Giữ giữ tao thử trèo. Để ăn nó mát. Ây da. Ây da. Này thì tao trèo được nhưng mà mày trèo kiểu gì? Mày bay lên à? Thế sao mỗi khi anh trèo trèo đấy? Được, mai tao sẽ thiết kế cái dây tao kéo mày lên đây. Ok. Thôi ngồi đây đi. Lỏng tà là vọng. Ngồi đây nhé. Nhưng mà anh đi kiếm gai đi anh. Gai gì? Mình nhế. Cái gì mà nhế? Chả ghê à? Không phải nhế, cầm lên một hút này. À. Hút đây nào. Mời tất cả mọi người nhá. Cho mày một tô. Ừ. Mời tất cả mọi người nhá. Ừ, tuyệt. Ăn nào. Mày điên à? Đây. Thò mồm vào đây này. Hút đây này. Đấy. Đây này. Ở đây. Đấy, rút đi. Mạnh vào. Rít cả sụt phát. Anh em này ăn được à? Ăn được, rít cả sụt phát nhanh. Đây này. Ngu thế nhỉ? Này. Đấy, to ra này. Anh thử hút con này em. Mày toàn nước dãi của mày. Ngon tuyệt mọi người. Ăn được. Đây là điểm cái gai. À, không ăn được thì nhị. Con này ra ăn đây thôi mà. Đây. Đấy. Đấy. Dính con ốc thối. Ai bảo anh cũng bày ăn. Đấy. Trong mồm mà hút phát nữa. Ừ. Ừ. Tòi ra luôn hả? Mày cứ mút đít nhỉ, mút đầu ấy. Đây, thò vào mồm ở đây. Dít. Thế, dít mạnh. Đấy, được rồi đấy. Chưa được. Đừng kệ bà mày. À. Có con là chắc. Không được. Thì được. Ngon. Thôi mày ăn xả đi. Tao nấu kìa. Được không? Gần được. Đấy. Đấy. Mạnh mà. Thổi đít nó ra. Ừ. Thổi được. Đít mạnh mà. Khá là cay các bạn. Ừ. Đó. Lại dính con ốc chết. Ừ. Tòi tòi ra một tí đấy.
Mày... quán được đâu. Nó xả. Mày lấy gai mày cũng không nhảy được. Nó cái loại này. Loại này chỉ có chặt đít là trên hết các bạn. Tại vì nó tụt đầu, tụt tít trong này. Em mua được tàn trả ấy. Mày không thể nhảy được. Nên chỉ chặt đít và hút phát. Mới đâu nó dài thế này này. Con này chặt hơi quá. Ừ? Thấy chưa? Ừ. Anh hút cho em xong rồi cho em. Đấy, tao hút đây. Dạ vừa lâu. Đấy, thì tao hút cho đây đấy. Đấy. Hay là nó chưa chín nhỉ? Đấy, có những con nó khó hút thôi. Ngon. Nó chưa chín đấy. Tao thấy nó chưa chóc vảy. Nó chưa chín thật, ông ạ. Cũng mấy cả già. Đấy, con này thì chín rồi. Thì ăn những con chín rồi. Ăn nóng rồi, tao thắng đuổi đấy. Chín thôi. Mày... hút được con thì con thối. Mày cũng biết hút. Thế mày ăn xả thì xả ngon. Món này quán kinh điển ấy. Ngon. Hút được nhất nước ngon lắm mà không hút được. Ngon lắm mà không hút được. Lấy đá mà đập. Này, trời ơi bị khoai này. Đấy. Trời ơi. Đấy. Được không? Anh à. Đấy. Ừ. Sao dạo này làm ốc thối đấy nhỉ? Chỉ có những con nào thối thì mới hút được ấy. Sao dạo này làm ốc thối đấy nhỉ? Chưa chín thật nhỉ? Chưa chín thật. Chín. Anh em nấu lại đi. Anh em nấu lại. Được. Chưa chín thật. Mọi người chờ tí nhá. Nấu lại nào. Ừ, nấu lại nhanh nhanh. Nấu thì nấu ốc sống. Bảy em hút được. Ui giời. Cái này chín hẳn rồi. Cháy luôn các bạn. Để răng vàng sạch. Cái này không chín chặt đâu anh đi mà đá bóng. Đó nhé. Rất là ngon. Thì anh chị chặt. Đây. Ui bỏng. Ui bỏng thế. Đây chỉ mút ốc ngon hơn là. Bỏng quá. Sao này khó hút ấy nhỉ? Thấy là chặt đít lời quá nhỉ? Anh chặt ngắn quá. Mút ngon hơn. Vào líp lỗ đít này. Xả líp. Vào tự của họ. Em chả ăn được con nào. Thế mày ăn xả đi. Anh đi lấy gai đi. Chẳng ngoan. Anh lấy gai đi. Gai không mể được cái ốc này đâu. Nó rất trong rồi. Thối. Chứ gì được con nào còn thối à. Như kiểu nó vừa để xong rồi chết sao. Đây. Đây. Cho mày con này. Quá thù lù giang. Hình như là tao lại quá tay. Ngon lắm rồi. Ngon mà. Nhưng mà ăn này khó quá. Nhiều treo cá trước mồm ấy. Nhiều cá trước mồm. Lấy được ra đâu mà ăn. Rít mạnh vào. Anh chơi quả hơi khoai ấy. Dùng công lực rít mạnh vào. Sao quá lại càng khó mút các bạn. Được nhận trả. Đây này, nhìn nè. Ừ, khó hơn thật. Sao quá mà, tí thế. Món này của anh à, chó đố nhai được. Không ăn được đâu các bạn. Ăn được. Sao ăn được rồi hả? Có mút được đâu. Có mỗi mày không ăn được. Chó chó chả biết làm gì ấy.
Chờ cho chả biết làm gì. Nó liếm ở bên ngoài. Có nó cay không? Chạy nó dép. Không giết được đâu. Đây, ta bới lên một con dễ giết nhất nha. Vừa cay con chả giết được. Đây con này dễ giết nhất này. Tỏi giết ra rồi. Giết được nhất xả hả? Đấy, được không? Không được hả? Nó ôi một chỗ ta được xả. Sao chín quá nó quắt, nó dính bố nó thành. Chả ăn nữa, em đi về. Đợi tao ơi, đi về đập ra đi. Phải lấy kia đập ra. Đi anh đi mà đập. Hả? Em về, em đi ăn trộm quả xoài. Trộm này, trộm. Bye bye với cả mọi người nhá, món này không ăn được đâu. Chó chả ăn được. Không ăn được, đi là tao ăn được nhưng mà xào hơi quá nó. Hút được cái nào, hút được cái nào thì cái này thối. Còn không hút được. Còn đâu là những cái bình thường là không hút được. Không phải quá, quá lửa. Sao chín quá. Em về. Thôi, clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây đây. Nếu các bạn thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nha. Nhớ đăng ký kênh cho bên cạnh nha. Vẫn chưa comment được các bạn ạ. Và đừng ăn món này nha. Không phải. Món này cực ngon các bạn, chặt đít tuần với lại. Đấy anh em đi. Xào chín tới thôi. Bye bye. Lúc nãy xào hơi sống thì hơi khó hút nhưng mà món đều vãi trưởng. Xào quá nó dính. Chờ với. Chưa. Anh em mình vẫn đang cố gắng để làm sao để comment lại được trên kênh nhưng mà vẫn chưa được các bạn. Trên cây Tama thì vẫn được. Có phải không? Có. Ngon lắm. Nhưng mà kỳ quá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tama TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tama TV nhá. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da cho mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhé. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Đó. Đó. Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn thiện cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tama TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.